Kính thưa quý khán giả, xem tử vi tháng 9 của tuổi Nhâm Tý âm lịch cho thấy rằng đây là cái một tháng mới thú vị với nhiều diễn biến mới xảy ra. Các sự kiện có thể bao gồm những cái cơ hội bất ngờ trong công việc cũng như là những cái thay đổi trong các mối quan hệ cá nhân. Tuy nhiên thì bạn cũng hãy yên tâm vì cát tinh sẽ nhiều hơn hung, nghĩa là những cái điều tốt đẹp sẽ vượt trội hơn so với những cái thử thách mà bạn gặp phải trong tháng này. Bằng cách chuẩn bị tâm lý vững vàng và sử dụng sự khôn ngoan trong từng cái quyết định thì bạn hoàn toàn có thể vượt qua những cái trở ngại đó. Hãy nắm bắt những cái cơ hội đến với mình để phát huy tối đa cái năng lực của bản thân và đạt được những cái mục tiêu đã định ra. Tháng 9 này, con giáp này cần phải giữ cho mình một cái trái tim nóng và một cái đầu lạnh, tỉnh táo để có thể đón đầu mọi cơ hội đến với mình và tránh được bẫy của tiểu nhân rình rập. Vì thế nên tâm lý có vai trò rất lớn quyết định sự thành bại của tuổi Nhâm Tý trong tháng 9. Càng mạnh mẽ thì tai họ càng ít và càng nhanh vươn tới đỉnh cao. Đế vượng sẽ luôn kề vai sát cánh giúp bạn vượt qua mọi khó khăn. Người nào có ý chí mạnh mẽ thì nhất định sẽ làm nên thành công lớn trong tháng mới này. Các tinh đế vượng sẽ luôn đồng hành cùng bạn, trợ giúp bạn vượt qua mọi cái khó khăn trong tháng này. Sự hiện diện của đế vượng không chỉ mang lại may mắn mà còn là động lực thúc đẩy bạn vươn lên. Người nào có ý chí mạnh mẽ và quyết tâm thì chắc chắn sẽ đạt được những cái thành công vượt bậc trong tháng mới này. Khi xét về địa chi thì Tý gặp tuất không xung phạm, cuộc sống về cơ bản sẽ được thuận lợi, ít sóng gió. Người tuổi Nhâm Tý tháng này nếu đủ quyết tâm thì sẽ thực hiện được mục tiêu của mình. Nếu bạn muốn có kế hoạch nào đó thành hiện thực thì cần phải duy trì sự kỷ luật, sự nghiêm túc trong công việc. Hãy sáng tạo lên và bắt tay vào công việc đi nào để mọi chuyện được hanh thông hơn. Còn xét về thiên can thì Nhâm Thủy gặp Giáp Mộc là thuộc thần thì Nhâm Tý sẽ gặp được may mắn về chuyện tiền bạc, nhất là trong tháng này khi có thực thần chia sẻ. Vận may tài chính tốt và có nhiều cơ hội mang lại lợi nhuận đáng kể. Thực tế là bạn vẫn có thể làm tốt hơn hiện tại rất là nhiều. Sức mạnh của bạn nằm ở cái khả năng hòa hợp tốt với mọi người và tạo ấn tượng tốt. Hãy tận dụng các ưu thế này để mở rộng mạng lưới kinh doanh. Tháng này thậm chí là có người còn may mắn trúng thưởng. Số tiền có thể không quá nhiều nhưng đủ mang lại cho bạn niềm vui hơn. Nếu bạn thể hiện rõ ràng quyết tâm của mình thì may mắn sẽ đến. Hãy nỗ lực và kiên trì theo đuổi mục tiêu cá nhân của mình. Sự kết hợp giữa nỗ lực cá nhân và sự hỗ trợ từ đế vượng chính là chìa khóa để có thể vươn tới những cái đỉnh cao trong sự nghiệp và trong cuộc sống. Người tuổi Nhâm Tý trong nửa tháng đầu năm, đầu tháng phải chú ý nhiều hơn đến vấn đề cá nhân, không nên quá khô trương, khoe khoang, công khai mục tiêu của bản thân kẻo ảnh hưởng đến tương lai của mình và của gia đình. Đế phá sẽ đe dọa vận trình tháng này của Nhâm Tý, sẽ vướng phải những cái rắc rối không đâu. Vốn là chuyện không liên quan gì đến bản thân, song vì nể nang tình cảm mà bạn sẽ vô tình bị cuốn vào vòng xoáy đấu đá. Để đến lúc bất giác nhận ra thì mọi chuyện đã lỡ. Do đó lời khuyên cho bạn là chớ ham chuyện thị phi mà vướng họ vào thân. Hãy cứ làm tốt công việc của mình, có như vậy thì bạn mới có thể tránh được những cái rắc rối vốn không hề liên quan gì đến bản thân. Dù có gặp phải tình huống chi bè phải nơi công sở cũng chớ dại đứng về cái bên nào, nếu không bạn sẽ có thể trở thành đối tượng đứng mũi chịu sao. Khi đó sẽ nhận được sự công kích của người khác, công việc vì thế cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Còn về sự nghiệp thì trong tháng 9 2024 thì người tuổi Nhâm Tý sẽ thấy chỉ số may mắn trong sự nghiệp của mình ở mức tương đối cao. Điều này đặc biệt đúng đối với những ai đang trong cái quá trình xây dựng sự nghiệp riêng, khi mà những cái cơ hội thuận lợi có khả năng xuất hiện nhiều hơn. Tuy vậy, để tận dụng được những cái cơ hội này thì họ cần phải duy trì được cái thái độ tích cực và sẵn sàng chấp nhận những cái thử thách mới. Bên cạnh đó thì việc xây dựng các mối quan hệ ổn định và hài hòa với đồng nghiệp và cấp trên cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển sự nghiệp của họ.
đặc biệt là tháng này sẽ mang lại cho họ những cơ hội để thể hiện được tài năng và đam mê của mình trong công việc, sẽ giúp cho tiến gần hơn tới những cái mục tiêu lớn lao mà họ đã đặt ra. Những người làm ăn, làm bên phòng, nông nghiệp thì công sức sẽ có một sự thay đổi hoàn toàn mới trong tháng này. Nhâm Tý không chỉ có thái độ tích cực, quan hệ giữa các cá nhân cũng ổn định hơn, hài hòa mà còn được cấp trên trực tiếp đánh giá cao. Những cái dự án mà bạn hằng mong muốn thực hiện sẽ mở rộng cái cánh cửa chào đón bạn, đã đến lúc thể hiện và làm việc chăm chỉ thì sẽ có phần thưởng rõ ràng cho những người nghiêm túc, nhưng sẽ có những cái hình phạt cực gắt cho những ai làm anh nhẫn nhơ, qua lo do ảnh hưởng từ thiên cẩu. Còn về tài lộc thì khi theo tử vi tháng 9 2024 của 12 con giáp thì lợi thế của Nhâm Tý trong chuyện tiền bạc trong tháng này khá là tốt, khi mà tiềm năng kiếm tiền và lao động của họ không thua kém ai. Nhật tiền lễ góp thành cục tiền lớn, nhờ có chính tài mà tình hình tài chính của Nhâm Tý cũng khởi sắc đáng kể. Công việc thuận lợi mang về cho bạn những nguồn thu nhập mới xuất hiện, các khoản đầu tư bắt đầu sinh lợi nhuận. Tháng này với những gì bạn đang gặt hái hoàn toàn sẽ giúp họ có cuộc sống giàu sang, phú quý và cuối năm thẳng tay mua sắm mà không lo túng thiếu. Đây cũng là cái khoảng thời gian hoàn hảo để bạn chuẩn bị khởi động những cái dự án kinh doanh cá nhân vào đầu năm mới. Bởi lẽ việc thể hiện bản thân và thu hút những gì bạn mong muốn đang trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Và cơ hội làm ăn đến từ những cái công việc rắc rối bình thường và những con người không mấy thân quen. Thế nhưng nhờ vào cái óc sáng tạo, nhanh miệng nên Nhâm Tý sẽ dễ nắm bắt được. Nhưng nhắc nhở con giáp này là trong cái khoảng nửa cuối tháng 9 âm thì phải cẩn thận về vấn đề xe cộ hỏng hóc, mất mát đồ đạc hoặc là tiền bạc một cách oan ức. Ngoài ra, nguy cơ mất mát không chỉ bao gồm tiền mặt mà có thể bao gồm điện thoại hoặc là những cái món đồ có giá trị. Nếu không có lý do thực sự cần thiết thì tốt nhất bạn nên hạn chế lui tới những nơi đông đúc nhằm tối thiểu những cái rủi ro này. Hãy luôn giữ đồ cá nhân ở nơi an toàn và tránh những cái tình huống có khả năng khiến bạn trở thành nạn nhân của hành vi trộm cắp. Đặc biệt đối với những người thích đầu tư làm ăn thì hãy thận trọng, tránh đầu tư rủi ro cao và ghi nhớ nguyên tắc không thể bỏ tất cả trứng vào cùng một giỏ. Còn về sức khỏe thì tháng mới sẽ có nhiều thời gian rảnh nên tuổi Nhâm Tý có thể ra ngồi nhiều hơn, chăm tham gia một số hoạt động thể thao ngoài trời để nâng cao sức khỏe và thư giãn cơ bắp, tránh nhiều cái vấn đề về xương khớp. Quá trình này không chỉ có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần mà còn nâng cao sức quyến rũ cá nhân, giúp ích rất nhiều cho sự phát triển tình cảm sau này.